10 vị tướng mạnh nhất nhà Thục Hán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ai sẽ là người đứng đầu? Nếu nói về nơi có nhiều mạnh tướng nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, chắc chắn ai cũng nghĩ đến doanh trại của Tào. Nhưng nếu nói về nơi có tướng mạnh nhất thì chắc chắn phải nhắc đến quân của Lưu Bị. Mặc dù Thục Hán là nước đầu tiên bị diệt trong Tam Quốc, nhưng không bao giờ thiếu những tướng mạnh có thể đối đầu với hàng vạn người. Hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua 10 tướng mạnh nhất của quân Thục Hán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Thứ 10, Khương Duy. Khi còn trẻ, Khương Duy đã từng giao đấu với lão tướng 70 tuổi Triệu Vân và nhận được sự công nhận của ông. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, mặc dù Khương Duy là chủ tướng luôn trực tiếp ra trận, dùng tay không bắt tên ở núi Ngưu Đầu. Phản sát Quách Hoài chính là trận chiến huy hoàng nhất của ông. Thành tích thuyết phục nhất là trận chiến bất phân thắng bại với Đặng Ngải qua hàng chục hiệp đấu. Mà Đặng Ngải có thể đánh ngang sức với Văn Ẩn trong 50 hiệp. Điều này cho thấy Khương Duy có đủ thực lực để góp mặt trong danh sách. Thứ 9, Ngụy Diên. Sau khi Ngũ Hổ tướng thất thủ, Ngụy Diên trở thành trụ cột của Thục Hán vào giai đoạn sau. Trong trận tấn công vào Tứ Xuyên, ông đã giao chiến với một trong tứ tướng Tây Xuyên là Lãnh Bảo đến 30 hiệp bất phân thắng bại. Trong trận Gia Mộng Quan, Ngụy Diên chỉ mất 10 hiệp đã đánh bại Dương Bái, sau đó lại tiếp tục trong 10 hiệp nữa đánh bại Mã Đại. Tại trận chiến Hán Trung, Ngụy Diên chỉ một mũi tên đã bắn rơi răng cửa của Tào Tháo, nhưng lại bị Bàng Đức đánh bại, nên ông chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 9. Thứ 8 là Gia Cát Thượng. Khi nhắc đến những tướng mạnh nhất ở giai đoạn cuối của Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhiều người sẽ nghĩ đến Văn Ẩn. Nhưng nếu xét về thực lực, cháu trai của Gia Cát Lượng là Gia Cát Thượng rõ ràng mạnh hơn Văn Ẩn. Bởi ông chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nên đã bị độc giả bỏ qua. Trong trận chiến Miên Trúc, Gia Cát Thượng một mình đánh bại Sư Toản và Đặng Trung. Mặc dù thực lực của Sư Toản khó xác định, nhưng Đặng Trung thì chắc chắn là một tướng mạnh hàng đầu. Đặng Trung từng giao chiến với Khương Duy 3-40 hiệp không phân thắng bại, trong khi Khương Duy từng hai lần hòa với Đặng Ngải hàng chục hiệp đấu không phân thắng bại. Sức chiến đấu của Gia Cát Thượng có thể tương đương những vị tướng có thực lực như Khương Duy, Đặng Ngải cùng với Đặng Trung, cộng thêm một người có thực lực không rõ là Sư Toản, nên có thể thấy thực lực của ông còn cao hơn Văn Ẩn. Tuy nhiên, xét về thành tích thì quá ít, nên Gia Cát Thượng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 8. Và thứ 7 là Lý Nghiêm. Nếu nói về quân đội Thục Hán, người có thực lực không kém Ngũ Hổ tướng thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến Ngụy Diên. Nhưng thực tế, Ngụy Diên chưa bao giờ thực sự đối đầu với Ngũ Hổ tướng. Giá trị võ lực của ông chỉ là một truyền thuyết giang hồ, nhưng Lý Nghiêm thì lại khác. Mặc dù là quan văn, nhưng tài nghệ trên chiến trường của ông cũng rất xuất sắc. Sau khi Lưu Bị vào Tứ Xuyên, Lý Nghiêm đã từng giao chiến với Hoàng Trung khoảng 40-50 hiệp mà không phân thắng bại. Nếu xét theo thực lực của Hoàng Trung thì chắc chắn Lý Nghiêm sẽ bị đánh giá thấp, nhưng không ai biết rằng Lý Nghiêm thậm chí còn có sức chiến đấu ngang ngửa với Quan Vũ. Cũng vì thành tích quá ít nên ông chỉ đứng thứ 7 trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay. Thứ 6, Quan Bình. Có nhiều người cho rằng Quan Bình không mạnh bằng Quan Hưng, nhưng thực tế võ nghệ của Quan Bình thậm chí không thua kém so với Quan Vũ ở những năm cuối đời. Chỉ vì ánh hào quang của cha quá rực rỡ mà người đọc đã bỏ qua kỹ năng sử dụng đao của Quan Bình. Kỹ thuật của ông được truyền thụ từ cha, và trong trận chiến Tương Dương, Phàn Thành, Quan Bình đã đánh bại Đinh Phụng và hòa với Bàng Đức sau 30 hiệp. Khả năng chiến đấu của anh hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của một danh tướng hàng đầu. Trong khi đó, Ngụy Diên, người được coi là nhân vật số 1 trong số Ngũ Hổ của Thục Hán, lại từng bị Bàng Đức dễ dàng đánh bại. Điều này cho thấy võ nghệ của Quan Bình còn vượt trội hơn cả Ngụy Diên. Thứ 5 là Hoàng Trung. Hoàng Trung đứng ở vị trí thứ 5 hoàn toàn là vì tuổi tác đã cao, chứ không phải vì không có sức mạnh như 4 vị tướng đứng trước. Trong trận chiến tại Trường Sa, vị tướng già đã ngoài 60 đã 3 lần trực tiếp giao chiến với Quan Vũ trong thời kỳ đỉnh cao. Trận đấu kéo dài hơn 100 hiệp, nhưng ông không hề rơi vào thế bất lợi. Đặc biệt là trận chiến đầu tiên, Hoàng Trung khiến người kiêu ngạo như Quan Vũ nhận ra rằng còn có người tài giỏi hơn mình ngoài kia. Ông không thể không thừa nhận rằng rất khó để đánh bại Hoàng Trung một cách trực diện. Nếu Hoàng Trung trẻ hơn 10 tuổi thì không chỉ Quan Vũ mà ngay cả Lữ Bố cũng phải e ngại 3 phần. Trong trận đánh tại Định Quân Sơn, dù là lão tướng gần 70
nhưng vẫn không làm Lưu Bị mất mặt khi ông đã đánh bại Trương Cáp, bắt sống Hạ Hầu Thượng và còn chém được tướng quân của Tào Tháo là Hạ Hầu Uyên. Thật đáng tiếc, một lão tướng dũng mãnh như vậy cuối cùng lại bị kẻ tiểu nhân là Mã Trung ám sát mà chết. Thứ tư, Quan Vũ. Quan Vũ trong nguyên tác là người có thành tích tiêu diệt tướng địch tốt nhất, với chiến tích mà trước nay chưa có ai làm được và cũng không ai có thể noi theo. Chém Nhan Lương, xử Văn Xú, uống rượu xử Hòa Hùng. Vượt năm ải chém sáu tướng, một mình một ngựa ngàn dặm, đánh Trường Sa, trấn Giang Châu, một mình chém Bằng Đức. Nhưng cần lưu ý rằng, chiến công chém Nhan Lương, xử Văn Xú phần lớn là nhờ vào sự hỗ trợ của ngựa Xích Thố. Và ngay cả khi có Xích Thố giúp đỡ, thì Quan Vũ cũng không thể đánh bại được lão tướng 60 tuổi Hoàng Trung. Do đó, Quan Vũ được xếp ở vị trí thứ tư. Thứ ba, Triệu Vân. Triệu Vân là nhân vật trong nguyên tác đã giết được nhiều tướng địch nhất. Cả đời ông chưa từng thất bại. Khi vừa mới bắt đầu chiến đấu, Triệu Vân đã có thể đối đầu với tướng mạnh nhất dưới trướng Viên Thiệu là Văn Xú đến 50 hiệp không phân thắng bại. Xếp ngang hàng Trương Cáp, Cao Lãm thậm chí không thể chịu nổi một chiêu của Triệu Vân đã bị đâm ngã ngựa. Khi đã gần 70 tuổi, Triệu Vân vẫn có thể giết người trong chớp mắt. Không ai có thể ngăn được dũng khí của ông. Vào thời kỳ đỉnh cao, tướng Triệu Vân còn gắn liền với danh hiệu gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Trong trận chiến ở Trường Bản, ông một tay ôm A Đẩu, hùng hổ xông vào hàng trăm ngàn quân của Tào Tháo như trốn không người, hạ hơn 50 tướng địch, sau đó thoát khỏi vòng vây. Ngoài ra, Triệu Vân còn cướp đi thanh kiếm Thanh Công của Tào Tháo, danh tiếng cũng từ đó mà vang khắp thiên hạ. Trong trận chiến ở sông Hàn, khi quân Tào nghe thấy tên tuổi Triệu Vân liền hoảng sợ mà không dám chiến đấu. Thậm chí cả hai tướng chính là Trương Cáp và Từ Hoảng cũng bị Triệu Vân làm cho sững sờ, mất đi dũng khí giao chiến. Có thể thấy, trong thời kỳ đỉnh cao, Triệu Vân quả thật là một danh tướng phi thường. Đứng thứ hai là Mã Siêu. Tào Tháo từng nói, Mã Siêu anh dũng không kém gì Lữ Bố năm xưa. Mặc dù không mô tả chi tiết, nhưng Tam Quốc Chí có ghi chép rằng chính ông cũng bị Mã Siêu đánh cho suýt phải bỏ mạng trong trận đánh Đồng Quan. Tại trận chiến này, Mã Siêu chỉ trong 8 hiệp đã đánh bại Vu Cấm. Thậm chí ngay cả Trương Cáp cũng phải khó khăn lắm mới trụ được 20 hiệp rồi vội vã tháo chạy. Ngay cả mạnh tướng mạnh nhất của quân Tào là Hứa Trử, khi tham chiến đã dùng hết mọi chiêu thức cũng chỉ vừa đủ hòa với Mã Siêu. Trận chiến đỉnh cao của Mã Siêu là tại Gia Mộng Quan với hơn 230 hiệp không phân thắng bại. Đáng tiếc sau trận đó ông không còn trận đánh ấn tượng nào nữa. Và người đứng đầu là Trương Phi. Trương Phi là nhân vật duy nhất trong nguyên tác có thể khiến Lữ Bố, mạnh tướng số 1 thiên hạ phải trở nên sững sờ. Hai người đã giao đấu nhiều lần hơn 50 hiệp trước Hổ Lao Quan. Hơn 100 hiệp dưới thành Tiểu Bối không phân thắng bại. Lúc này, Trương Phi không còn cách nào khác đành mắng một câu, gia nô bà họ, khiến Lữ Bố không nói được câu nào, đánh không thắng, mắng không lại mà chỉ biết trừng mắt nhìn. Ngoài việc dám đối đầu với Lữ Bố, khí thế của Trương Tam Gia cũng đứng đầu toàn bộ Tam Quốc Chí khi một tiếng quát trước cầu Trường Bản lại có thể làm Hạ Hầu Kiệt sợ đến vỡ mật. Vì vậy có thể nói, Trương Phi chính là át chủ bài mạnh nhất dưới trướng Lưu Bị. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.